Không kia. Đi qua Thái Miếu này là đến vào một đoạn vào là lăng mộ vua Trần Trần Hiến Tông, mộ vua Trần Hiến Tông. Tích quốc gia đặc biệt ấy. Đây có cái Đây chắc cũng mộ ai đấy. không, Đây mộ mà trong đấy nhà đấy. đây là lăng của vua Trần Hiến Tông. Đây là có các cái tượng, tượng này. Châu đá, hổ đá, dê đá. Tượng dê đá thế kỷ thứ 13, 14. Đấy, tượng này là từ thế kỷ thứ 13, 14. Tượng dê đá. Ngựa đá. Đây là tượng quan hầu. Bên đây cũng tượng quan hầu. Đây, đây các tượng. Có những cái bia đá từ thế kỷ thứ 13, 14. Đây là các cái di chỉ, di tích, rùa đá, bia đá. Trong đấy là Thái Miếu, à, lăng mộ vua Trần Nhân Tông, quyền Thái Miếu, lăng mộ vua Trần Nhân Tông. Hay còn gọi là Ngải Sơn Lăng. Ngải Sơn Lăng hay còn gọi là An Lăng, lăng của vua Trần Hiến Tông, vị vua thứ 6 nhà Trần. Xây dựng từ thế kỷ thứ 13 tới năm 1341 An Sinh, cách Thái Miếu khoảng 500 mét. Trong này có lăng mộ. Đây là mộ của vua Trần Hiến Tông, thắp hương cho ngài. Có văn bia An Lăng, nơi yên nghỉ của vua Trần Nhân Tông. Tên húy là Trần Vượng, sinh ngày 17 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1319, năm Kỷ Tỵ 1329, được vua cha nhường ngôi, đặt niên hiệu là Khai Hữu, trị vì 13 năm, băng hà năm Tân Tỵ 1341. Lăng được khởi dựng và năm Tân Dậu 1381. Trải qua hơn 600 năm, lăng mộ và điện thờ chỉ còn lại phế tích. Nay tôn tạo lăng và xây dựng bia cung kính tưởng niệm. Xây dựng năm Nhâm Ngọ năm 2002. Nói chung là đất An Sinh này là đất tông miếu nhà Trần. Các vua Trần thì được đem về đây an táng. Trước Đây đây mộ chính nhỉ? hả? Mộ đây. Trước đây các vua được táng ở nhiều nơi, nhưng mà sau khi mà cuối triều Trần ấy, thì các thì quân Minh đến xâm lược ấy, thì người ta mới chuyển các cái mộ, hầu như chuyển hết các vua mộ vua về đây để tránh cho bị kiểu là người ta bọn quân Minh nó tàn phá đấy, nó xâm hại đến tông miếu, mộ mả tông miếu.
Toàn tượng từ thế kỷ thứ 13, 14 đến bây giờ đấy. Từ hồi xây dựng đến bây giờ đấy. Vẫn còn. Cái này xây dựng năm 1341. Sau khi ông Trần Hiến Tông mất, nghe xây dựng ngay tại đây. 1381. 341.